Hoàng hậu đến bên nhà vua cầu xin cho dừng trận đấu, nhưng nhà vua rất cứng rắn trước sự e dè của Montgomery. Vào phút cuối, Montgomery cố nâng mũi giáo lên, nhưng cây giáo đã đâm vào mũ trụ của nhà vua. Phần bị gãy của cây giáo đã đâm xuyên mắt và họng vua. Nhà vua chết trong đau đớn ngay sau đó. Ông chết đúng như Nostradamus đã tiên đoán. Về cơ bản, sự kiện đó đã thay đổi lịch sử nước Pháp. Nostradamus trở thành nhà tiên tri được kính trọng. Hoàng hậu ban cho ông bổng lộc hoàng gia và ông được hưởng cuộc sống vô cùng tiện nghi. Đến khi chết, Nostradamus chỉ nổi tiếng ở Pháp, nhưng sự nổi tiếng ấy nhanh chóng mở rộng khắp châu Âu. Năm sau vụ cháy lớn ở London, người ta chỉ ra vần thơ cho các lời sấm của ông về vụ cháy. Máu của trụ cột chính sẽ bị rút cạn khỏi London. Nó sẽ đột ngột bùng cháy năm 66. Quý bà già nua sẽ gục ngã trên vinh quang. Nhiều nhà thờ tin lành cũng sẽ bị phá hủy. Thật bất ngờ, năm 66 chính là năm 1966. Quý bà già nua là thánh đường Thánh Paul. Nó bị cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Đến tận thế kỷ 20, địa vị nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus vẫn được khẳng định. Ông được xem là nhà tiên đoán mọi sự kiện lớn trong lịch sử, cùng các sự kiện đen tối nhất. Đoạn thơ 4 câu nổi tiếng của Nostradamus có đề cập tới Hitler. Với cơn đói thu dữ sẽ băng sông. Hầu hết cả thế giới sẽ chống lại Hitler. Người vĩ đại sẽ thấy mình đi trong lồng sắt. Trẻ con Đức không hiểu gì. Bạn thấy có cả Đức và Hitler trong cùng đoạn thơ. Thực tế thì Nostradamus khẳng định chính người đảng phát xít đã dùng thơ của ông trong khẩu hiệu tuyên truyền. Họ nói Nostradamus tiên đoán chiến thắng của Đức trước Pháp. Và khi Đức tiến vào vùng Sedan nước Pháp, thì họ đã dùng máy bay để giải truyền đơn đoạn thơ. Những người Pháp tin lời Nostradamus đã rời đến miền đông nam nước Pháp. Điều đó khiến Paris bớt người tị nạn và quân Đức có thể dễ dàng tiến vào Paris. Sau chiến tranh ở châu Âu, danh tiếng của Nostradamus ngày càng lớn dần. Mỗi sự kiện lịch sử mới và thảm khốc đều được coi là đã được ông tiên đoán. Bao gồm cả vụ đánh bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Gần cảng của thành phố có cái chày chưa từng biết tới. Cơn đói bệnh dịch lan trong người. Con người bị thiêu cháy bởi thứ kim loại lạ. Now every line has something to tell us. By the ports in two cities, both of those cities were port cities. Two flails. Có cái chày chưa từng biết tới là quả bom nguyên tử. Well, the flails are the atomic bombs. Một thứ chưa từng thấy cho đến thời điểm đó. Until that moment. Con người bị thiêu cháy bởi thứ kim loại lạ. Đó là kim loại nặng dùng để chế tạo bom nguyên tử. Ngay cả vụ ám sát John Kennedy cũng không nằm ngoài lời sấm. Từ trên cao, quỷ dữ sẽ giáng xuống đầu ông lớn. Một người vô tội chết do bị oan. Kẻ tội đồ vẫn nằm trong bóng tối.
với những người ủng hộ ông, chứng cứ có vẻ quá nhiều. Ông tiên tri toàn bộ lịch sử. Công trình của ông là sức mạnh tiên tri tuyệt vời. Những gì ông đem lại cho dân tộc của ông và cho chúng ta đều là hình ảnh trung thực, chỉ cho ta biết điều gì xảy ra. Nhưng có một khúc mắc với những người ủng hộ ông là không có cơ sở khoa học chứng minh chuyện sẽ xảy ra. Phải chăng ông đã tìm ra một phương pháp bí ẩn? Cốt lõi phương pháp tiên tri của ông là sự thấu thị. Có lẽ Nostradamus đã có những năng lực siêu phàm hoặc có khả năng siêu linh thấu thị mọi thứ. Ông còn nói trong gia đình ông khả năng đó rất phổ biến. Tổ tiên của ông cũng có khả năng thấu thị. Ông nghĩ đó là khả năng được truyền lại. Từ những lời sấm truyền từ thời cổ đại, thầy tu và nhà tiên tri được coi là có khả năng thấu thị. Phần lớn họ dùng kỹ thuật để khơi dậy khả năng, và Nostradamus cũng vậy. Ông thường vào một căn phòng có bát nước đen, thường là mực, và ông thấy được các hình ảnh qua việc nhìn lâu vào nước. Ông thường một số người nói nhờ những kiến thức về cây cỏ, Nostradamus có thể tạo ra hình ảnh. Khi đã thấy hình ảnh, ông thường dùng kiến thức tôn giáo để dịch chúng. Gia đình ông là người Do Thái cải đạo. Ông của Nostradamus dường như đã truyền cho cậu bé Michael những kiến thức kỳ bí về Kabbalah của người Do Thái. Kabbalah là truyền thống bí ẩn của người Do Thái. Phần lớn mọi người tin ở thời kỳ của Moses, khi ông ở trên ngọn núi Sinai tiếp nhận lời răn của Chúa và đã truyền lại cho mọi người. Ông cũng được truyền kiến thức bí ẩn và được giữ bí mật. Chúng được truyền lại cho người khai tâm, từ cha truyền con nối và từ thầy sang trò. Đây là hình ảnh Kabbalah bí ẩn ở thế kỷ 17. Ta có số 72, 72 con số là số thiên thần rất có ý nghĩa với Kabbalah. Mỗi thiên thần có một chức năng riêng. Ví dụ, ta có một từ Latin, amor, tình yêu. Nếu cần giúp đỡ, bạn phải cầu một thiên thần cụ thể. Tiếp theo là Sabbatian, sự thông thái. Lần nữa, nếu muốn thông thái, bạn phải cầu một thiên thần khác. Ta có đại thiên thần Michael, có ý nghĩa đặc biệt với Michael Nostradamus. Thực tế, có một lá thư nổi tiếng trong số thư của Nostradamus. Ông nói về việc cầu vị thần này đến và vị thần đã giúp ông thấy được hình ảnh tiên tri. Ông cũng bước vào một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng ở thế kỷ 16, nghiên cứu thuật chiêm tinh. Ngày nay, quan niệm sao và hành tinh có ảnh hưởng đến cuộc đời của con người đã bị loại bỏ. Nhưng ở thời của Nostradamus, nó rất được tôn sùng. Lúc đó, thuật chiêm tinh có vị trí quan trọng. Nói cách khác là các học giả đã coi chiêm tinh là môn khoa học quan trọng nhất để hiểu cuộc đời của một con người. Vị trí của con người trong vũ trụ và ở phạm vi nào đó để hiểu về tiến trình lịch sử. Cốt lõi của thuật chiêm tinh là quan niệm lịch sử tự lặp lại. Nostradamus nghiên cứu các sự kiện lịch sử. Ông nhận thấy vị trí sao có sự trùng hợp với các sự kiện. Và ông thừa nhận, khi các hiện tượng thiên văn lặp lại, các sự kiện tương tự cũng sẽ lại xảy ra. Tất nhiên, như các nhà chiêm tinh ngày nay, Nostradamus cũng có khả năng trực giác cao. Khi nói đến chiêm tinh là nói đến cách hiểu nó. Vậy làm sao để có thể hiểu? Bạn thường nhìn vào biểu đồ, rồi bắt đầu kết nối chuỗi từ và bất ngờ nói, nếu sao mộc ở vị trí này, người đó sẽ gặp may. Nếu sao mộc ở vị trí này, thì người đó sẽ thành công. Hoặc nếu sao mộc ở vị trí này, thì đó là kẻ vô tích sự.
Nếu đưa trực giác vào, bạn sẽ thấy tiếng gọi. Thực sự là vậy. Vì sao kim là tình yêu và tiền bạc? Giờ sao kim nằm trong biểu đồ, nhưng sẽ thiên về tình yêu hoặc thiên về tiền bạc. Tuy nhiên, có những sắc thái mà tôi tin rằng bạn chỉ có thể thấy qua trực giác. Không có bằng chứng rằng Nostradamus dùng thiên văn để lý giải các hình ảnh, giống như trong chiêm tinh. Có rất nhiều bằng chứng phản bác lại chúng. Chính điều này là Nostradamus suy yếu. Tôi yêu cầu những người ủng hộ Nostradamus nói chuyện gì sẽ xảy ra với độ chính xác nào đó. Nói về 5 năm, 10 năm hay 50 năm tới, chiến tranh thế giới sẽ thực sự xảy ra khi nào? Nếu những dự đoán đó đúng, tôi sẽ rất ấn tượng. Không, Nostradamus hoàn toàn chỉ là lăm băm, và tất cả những điều này là hoàn toàn lố bịch. Vậy những phần thơ kỳ lạ của cố tác giả này có thực sự liên quan đến các sự kiện được nêu?